Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tanakan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Tanacan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần. Chiết xuất lá Zingo Biloba. Chỉ định. Cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ, kém tập trung ở người lớn tuổi. Điều trị bệnh võng mạc do tiểu đường, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực. Sử dụng cho bệnh rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu máu cục bộ giảm các biểu hiện đau của viêm động mạch, đau thắt khi đi. Điều trị bệnh dây nọt Liều dùng thông thường, ngày uống 3 lần, mỗi lần một viên. Uống thuốc với nước trong bữa ăn, không nhai thuốc, không nghiền nhỏ thuốc. Chống chỉ định Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Không sử dụng thuốc cho trẻ sơ sinh. Bệnh nhân tiểu đường Đối tượng có rối loạn đông máu, đang có xuất huyết, bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật. Không nên sử dụng thuốc nếu bạn đang có thai hoặc đang cho con bú. Khi cần thiết, nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ. Các trường hợp rất hiếm khi xảy ra như rối loạn tiêu hóa, rối loạn ở da, nhức đầu. Khi có biểu hiện bất thường cần liên hệ với bác sĩ để được tư vấn kịp thời. Nhà sản xuất IPSEN Pharma, Pháp. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Tanakan, đồng thời biết cách sử dụng Tanakan sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham